Thưa quý vị, trong mùa hè này, nếu quý vị chưa có dịp đi thử ngoạn cùng gia đình đi chơi thì xin mời quý vị đến với Westminster Mall tại thành phố Westminster, trong một cái gian phòng rộng khoảng 10.000 square feet, nơi có trưng bày những tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật. Và cái điều quan trọng hết là chúng ta gặp gỡ những người nghệ nhân, những người đã tạo ra những cái kiệt tác thật đặc biệt này. Và chương trình này được biết là được Hội Hoa Lan của Mỹ cũng như là Hội Hoa Lan Việt Nam cùng phối hợp để tổ chức và đưa đến bà con đồng hương Việt Nam chúng ta một cái chương trình giải trí thật là đặc biệt với những cái bức tranh hội họa, những cái hòn non bộ, những chậu hoa lan cũng như là bonsai. Và sau đây Phạm Khanh xin mời quý vị cùng vào thưởng lãm với Phạm Khanh. Hôm nay thì chúng tôi gặp tất cả những người nghệ nhân, và đặc biệt là có ông Bùi Xuân Đáng là một trong những người trong ban tổ chức đã tổ chức ra cái chương trình triển lãm này đặc biệt, đem lại một cái không khí thật là vui tươi trong cái mùa hè này cho cư dân ở vùng Lý Đô Sài Gòn. Xin ông có thể cho biết về cái chương trình cuộc triển lãm này như thế nào, nó có những nội dung triển lãm ra làm sao thưa ông? Thông thường thì cái mùa hè đó là cái mùa rất là ít lan. Thế nhưng mà nhân tiện là cái hội Newport Harvest Orchid Society đó, họ có tổ chức một cuộc bán lan ở bên ngoài. Do đó thì họ có xin ở trong cái mall này có một cái phòng trống. Thế giờ họ có nhờ tôi đứng ra tổ chức một cuộc triển lãm hoa lan, hội họa, nhiếp ảnh, bonsai và non bộ. Mục đích của tôi đó, chính riêng của chúng tôi, đây là một cơ hội để các anh em nghệ sĩ của chúng người Việt chúng ta ở hải ngoại có dịp gặp gỡ và vui chơi với nhau. Điểm thứ hai là chúng tôi muốn mang lại một cái không khí sinh hoạt, nghĩa là vui, lành mạnh cho cộng đồng, và cũng như là chúng ta góp sức vào cái cuộc làm tươi đẹp cho cái đời sống của cộng đồng chung của chúng ta, mà chúng ta, người Việt của chúng ta đã được hưởng thụ. Và tôi xin giới thiệu, bên cạnh tôi là những các anh chị em nghệ sĩ, họa sĩ đã cùng chung sức với chúng tôi tổ chức ngày hôm nay. Phải nói rằng nếu mà ở thương xá không có cho chúng ta một cái phòng như thế này, chúng ta không thể nào mà tổ chức được đẹp đẽ. Và nếu mà không có cái sự cộng tác của các anh chị em mà có một số đại diện đứng ở đây thì chúng ta cũng không thể nào mà tổ chức được thế này. Ngày hôm qua, ông chủ tịch tổng giám đốc cái thương xá này, ông đã đến đây ông thăm viếng, và ông ấy nói là ông ấy rất là ngạc nhiên và khâm phục rằng chúng ta đã tổ chức một cái phòng mà đẹp, cái cuộc triển lãm mà đẹp đẽ như thế này mà trong một thời gian ngắn nhất. Mà cái người mà chúng tôi cần phải giới thiệu với quý vị, anh Bùi Mạnh Hà. Anh Bùi Mạnh Hà là anh ấy là người giám đốc tổ chức cả một cái khu vực triển lãm ở đây. Thưa anh, để mà phải nói là tổ chức ra một cái chương trình triển lãm mà quy tụ tất cả những anh em nghệ sĩ, nghệ nhân về hội họa, bonsai, nhiếp ảnh thì phải làm như thế nào thưa anh? Cái đó là phải nhờ bác Đáng anh. Tôi chỉ có một cái cơ hội là tại vì tôi trong cái người tổ chức của những cái hội chợ hoa lan đó anh. Thì nhờ cái đó mà tôi được cái phòng như thế này. Mà thường thường thì chúng tôi triển lãm hoa lan rất là nhiều, nhưng mà tại vì cái lần này chúng ta không có làm về triển lãm cho nhiều cho lắm, nên tôi muốn dùng cái phòng này để cho tất cả mấy anh chị trong những người mà họa sĩ, nghệ sĩ với lại bonsai rồi gì đó có một cái gì để mà trưng bày, để mà cho tất cả những người đi tới đây để mà hoặc là mua hoa lan hay là hoặc là chơi lan hay là thích những cái tranh ảnh khác nhau đó, có một cái cơ hội để mà được gặp những cái người mà tài nhân như đây, thì đó là một cái lý do mà tôi làm cái này thôi. Nhưng mà nói đúng ra tôi không có biết mấy anh chị này nhiều cho lắm, nhưng mà nhờ bác Đáng đã có sinh hoạt với lại tất cả mọi người đây rất là lâu, nên tôi đã may mắn được mà có nhờ bác Đáng để mà giúp được trong cái sự mà làm trong những cái buổi lớn lao như thế này thì rất là công trình. Sang qua cái phần triển lãm những cái bonsai hòn non bộ đây thì chúng tôi có dịp gặp ông Đẩu là một trong những người nghệ nhân để sắp xếp cho cái cuộc triển lãm này. Xin ông có thể cho biết rằng là trong cái phần triển lãm về bonsai hòn non bộ này thì ông muốn trình bày những cái tác phẩm nào đặc biệt thưa ông? Thưa anh, trong cái phần về bonsai non bộ đó thì đây chúng tôi có trưng bày về ba cái loại hình khác nhau. Cái thứ nhất là bonsai, cái thứ nhì là cái tiểu cảnh, và cái thứ ba là non bộ. Về non bộ thì non bộ lớn tôi làm ba mặt, như cái hòn non bộ đây.
là ba mặt nhìn. Những hòn non bộ nhỏ như mấy hòn trong kia thì có một mặt, nhưng còn bonsai thì làm bốn mặt hết. Thường thường bonsai triển lãm thì người ta làm có một mặt thôi, mặt chính thôi. Còn cây bonsai của tôi làm đó là nhìn bốn mặt hết. Tức là anh đi vòng vòng xung quanh cái cây thì là đều giống nhau hết, đều có cái nét đẹp riêng của nó. Còn cái vậy là thì là những cái hòn bonsai mà non bộ mà nhiều mặt như vậy thì chúng ta có thể đặt vào những cái vị trí trung tâm để cho người đi xung quanh có thể nhìn thấy. Nhìn thấy vâng. Tức là nếu mà bonsai mà đúng tiêu chuẩn á, cứ đặt ở giữa như là những cái bàn ở đây. Các quý vị thưởng lãm mà cứ đi xung quanh thấy chỗ nào nó có, mỗi một cái góc độ nó có một cái khác nhau. Vâng. Thí dụ như là một cái cảnh vẽ âm dương chẳng hạn. Thí dụ như tôi giới thiệu đây là cái rừng mà cũng ít ai làm được cái rừng nó bốn mặt. Thường rừng là rất là khó thực hiện. Một mặt cũng là rất là khó rồi, nhưng mà nếu mà thực hiện bốn mặt thì nó rất là khó hơn nữa. Vâng. À, thì nếu mà trường hợp mà có cần cái việc mà làm những tạo nên những cái tác phẩm về hòn non bộ bonsai như thế này thì có khó không thôi? Nếu mà mình nắm vững cái nguyên tắc âm dương đây thì không có khó. Thí dụ như tôi giới thiệu về âm dương cái núi này một chút. Nhìn toàn cảnh này thì anh thấy là cái bên này vách đá dựng đứng, tức là bên âm, bên này nó lại xuống lại bên dương. Đó, thành ra cái bố cục nó không có bị coi như là nó không có một cái sắp xếp đây. Nhưng mà theo nguyên lý âm dương ấy, thì trong âm phải có dương. Nếu mà nhìn bên này đó thì sẽ thấy là cái vách đá dựng đứng thẳng đứng xuống, tức là âm. Nhưng mà trong âm thì có dương, thì tức là cái phần này là phần âm, phần này là phần dương. Thì trong cái phần âm này có phần dương, tức là cái dòng suối ở đây nó chảy, nó cái động đó là cái dương. Và trong cái phần dương này đó nó lại vậy, nó phải có cái âm, tức là bên này nó lại theo dương, nhưng mà trong này cái hốc sâu thẳm đôi này nó là dương. Tức là về nó toàn bộ đó, tôi về cái tổng thể đó là âm dương, nhưng mà trong cái âm này có cái dương, mà trong cái dương có cái âm ở trong đó. Thành nha. Tại sao mà khi mình làm hòn non bộ thì lại phải chú trọng đến vấn đề âm dương, thì không phải là người nào cũng am hiểu về vấn đề đó thưa ông? Thì cái đó là một cái cách bố cục để mình làm. Chứ còn nếu mình không áp dụng cái luật đó thì nó lộn ngổn giống như một trận loạn thạch ấy. Tức là đá có hòn ngang hòn dọc, cái nguyên tắc của non bộ là phải đi từ trên xuống dưới, đường nét nó hài hòa từ trên xuống dưới. Nó đứng là đứng hết, mà nó là ngang thì ngang hết, chứ cái hòn kia toàn nét ngang không. Chứ còn nhiều người coi như là nếu mà làm chơi đó thì trên này nét thẳng nét ngang, nét thẳng nét ngang, nó như một trận loạn thạch chơi. Còn mình áp dụng nguyên tắc âm dương đó thì không bao giờ mình bí cái đề tài hết, mà làm nó đúng cái sự cái thiên nhiên đó anh. Thì mình nhìn nó thấy rất là hài hòa từ trên xuống dưới, đường nét nó hài hòa. Thưa quý vị, đây là chị Tân Hương Nguyễn, là chủ nhân của những cây lan mà trúng giải đặc biệt những giải thưởng danh giá của Hội Hoa Lan Mỹ ngày hôm nay. Và trên tay chị là chúng tôi thấy có hai cái certificate chứng minh cho cái giải thưởng này. Chị có thể cho biết thêm về cái giải thưởng và chị cảm thấy như thế nào khi mà những hoa lan mà do những người Việt Nam trồng lại đạt những cái giải thưởng cao quý và danh giá như vậy thưa chị? Thứ nhất, tôi mang cây lan Dendrobium edentum, tiếng Việt gọi là hồng câu. Chúng tôi ở trong Hội Hoa Lan Việt Nam và Hội Hoa Lan là South Coast Orchid Society. Vì trên toàn Nam Cali thì có 4 địa điểm chấm. Thứ nhất là Long Beach, thứ hai là ở San Diego, thứ ba là Arizona, and thứ tư là ở Santa Barbara. Thì trong những cái giới chơi lan, không phải là lúc nào nó trúng. Cái nở chúng cái chỗ mà địa điểm chấm thì là chúng tôi phải nó nở lúc nào thì bất cứ ở địa điểm nào mà chúng tôi muốn được giải thì chúng tôi phải đi tới đó. Nhà tôi thì ở Orange County, Westminster, tôi phải đi tới 93 mile để tới San Diego chấm cây lan này. Khi tôi đem lại cây lan tôi mang vào giám khảo thì sau khi đó tôi lên trở lại phòng họp của Hội Hoa Lan San Diego, thì một lát đó, ông Church ông chấm, ông lên trên bục ông vinh danh tôi. Ông nói là Tân Hương Nguyễn đã đoạt giải Hội Hoa Lan South Coast Orchid Society with Award of Merit and another, và một cái nữa là gọi là Certificate Cultural of Merit, nghĩa là đoạt giải lan đẹp nhất và cây lan trồng nuôi giỏi nhất, với số điểm là một cái AM là 81 point and một cái là CCM 85 point. Thưa quý vị, cái đó cũng
mới là vui, nhưng mà thưa quý vị, không vui lắm bằng cái là hãnh diện cho người Việt Nam chúng ta. Và ông Chết nói là đây là cây lan như đứa con tinh thần của tôi. Và tôi được đặt cây tên này, cây lan này tên tôi, tức là Dendrobium Edencum Tân Hương Nguyễn. Đó là họ Nguyễn, tức là chứng tỏ vẻ vang cho dân Việt chúng ta. Mà trong kia chơi lan như vậy thì quý vị chấm rất là khó, khi một chậu lan mang lại một cái lá mà nó có một cái spot đen, tức là một cái chấm đen, hoặc cái rễ của nó như thế nào là họ bỏ ra ngay. Nhưng mà trong cái đó tôi được hai giải, thì khi ông Chết xuống xướng tên tôi lên, thì cả một cái hội lan của San Diego gồm gần 90 người Mỹ đứng lên vỗ tay và khen tặng tôi, thì tôi cúi đầu cảm ơn. Có thể nói là cái cuộc trưng bày triển lãm ngày hôm nay là một cái sự tổng hợp của tất cả những cái loại hình nghệ thuật mà phải nói là đẹp đẽ nhất, cao cấp nhất, và hai người tác giả của một trong những cái loại hình nghệ thuật đó ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu đến vị là họa sĩ Lam Thủy và Chính Mung. Xin họa sĩ có thể cho biết rằng hai họa sĩ đem đến cái cuộc triển lãm này những cái tác phẩm về nghệ thuật như thế nào? Dạ thưa, tôi là Lam Thủy. Trước tiên xin kính chào quý vị khán thính giả của đài TV. Dạ thưa, khi mà chúng tôi được mời tham dự cuộc triển lãm mà về tranh về hoa đó, hoa và nói chung là hoa, nhưng mà là hoa lan là đặc biệt, thì phải nói là chúng tôi rất là vui và rất là hân hạnh được đóng góp những bức tranh mà chúng tôi mới vẽ để mời quý vị thưởng lãm. Và còn họa sĩ Chính Mung thì ông đem đến cái cuộc triển lãm này những cái bức tranh như thế nào? Dạ tôi thì cũng như là bà xã thôi. Với chủ đề của phòng trưng bày hôm nay là về hoa, các loại hoa, đặc biệt là hoa lan. Thành ra tôi có mang bức tranh sơn dầu vẽ hoa lan. Thưa quý vị, bây giờ thì họa sĩ Lam Thủy sẽ giới thiệu cho chúng ta một số nét về những cái tác phẩm, đặc biệt là những cái tranh lụa mà họa sĩ đang trưng bày đây. Thưa cô, cái chất liệu vẽ trên tranh lụa thì nó như thế nào, và qua những cái bức ảnh dày thì cô muốn diễn tả cái điều gì thưa cô? Dạ thưa quý vị, tranh lụa đó là chúng tôi đã phải thực hiện lên trên một cái loại lụa đặc biệt để vẽ, và phải nó công nhận là vẽ cái này rất là công phu và phải có một cái sự kiên nhẫn vô cùng, tại vì quý vị thấy là cái lụa nó rất là mỏng, và khi chúng tôi đã vẽ lên để có nhuộm từng lớp màu để nó có được một cái sắc độ đúng như ý mình muốn, thành ra rất là lâu. Và trong bức tranh này tôi diễn tả một người con gái đang hái sen. Và cái này, cái khung cảnh này có lẽ là nó ở trong những cái năm ngày xưa ở miền Bắc á. Thì khi người con gái vào cái mùa xuân đi hái, mùa hè đi hái sen, có thể họ mặc cái yếm đào với một cái dẻ cho nó mát mẻ. Và ngồi trên cái thuyền thúng để đi hái sen. Dạ. Và tôi muốn cho vào đây cái hình ảnh thật là tinh khiết của một cô gái cái tuổi dậy thì đó. Dạ. Và đây là nhiếp ảnh gia Nguyễn Cơ cũng đã phối hợp cùng với Hội Hoa Lan để mà tổ chức ra cái chương trình triển lãm này. Xin anh có thể cho biết những cái tác phẩm anh em đến trong cái cuộc triển lãm này là như thế nào đó anh? Dạ tôi cũng đóng góp với Hội Hoa Lan là có hai tác phẩm nhỏ để góp vui chung với cuộc triển lãm hôm nay. Thì phần nhiếp ảnh thì năm nay thì cô Bùi Xuân Đáng á, cụ là sáng lập viên Hội Hoa Lan, thì cụ mới có cái nhã ý là nhờ tôi đứng ra tổ chức một cái nhóm nhiếp ảnh, tức là hợp tác với Hoa Lan để đưa cái nét đẹp của những bông hoa lan lên. Tại vì khi hoa lan đó, họ trình diễn đó, họ triển lãm đó, thì mọi người đến tận nơi mới coi được. Thì muốn đưa cái hình ảnh các cái loại mà cái nét đẹp của hoa lan nó đến khắp thế giới đó phải qua nhiếp ảnh. Đó, thành ra tôi thấy cũng là điều thú vị, do đó thì tôi cũng mời gọi một số thân hữu về nhiếp ảnh có cái tinh thần thực muốn tham gia cái một cái có vẻ rất là thanh cảnh mà nghệ thuật sinh hoạt gắn bó với nhau hàng tháng, thì do đó cuộc triển lãm ngày hôm nay là có rất nhiều hình ảnh của các thân hữu nhiếp ảnh như quý vị đã thấy trên các bức tường, thì những tác phẩm mọi người, tức là cái đề tài liên quan đến bông hoa, để góp thêm những cái đặc sắc của cuộc triển lãm của Hội Hoa Lan.